Tối một xíu đây, chín vàng rồi nhưng mà em phải chờ con về, em mới thịt nha. Cắt này cả nhà ơi, dưa vàng trồng ngoài cửa sổ nha mọi người, trên tầng 9 luôn này. Đó, nhìn xuống không, xe ở bên dưới này. Đây, bình để trồng nó đây, nhỏ nhỏ xinh xinh này, cái quả nó to bằng cái bình luôn đấy, gần bằng cái bình để trồng rồi đấy. Em cắt nhá. Thực sự ra em thấy nó vàng thôi, em cũng chả biết nó chín chưa ấy mọi người, mình không có kinh nghiệm đó. Cắt rồi, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Ôi trời, nặng phết, nặng phết. Em sẽ đi vào em cân thử xem nó được mấy lạng nhé mọi người, nhìn nó cũng to lắm. Buổi tối rồi, chờ các con về em mới cắt đấy. Ok, đi vào nhà nhá. Thành quả đây mọi người ơi, mọi người nhìn này, quả dưa này. Công nhận là nó rất là nặng nhá. Này, nó rất là nặng đây, em xem này. Một cân 3 đấy mọi người. Cân 2 gì đấy, cân 2, cân 3 gì đó. 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 Nhìn nhỏ nhỏ như này mọi người cứ bảo chỉ mấy lạng thôi ấy. Cho nên là em mới thử đấy. Em mới thử cân đấy. Vàng ươm luôn. Nhà thấy không? Vàng ươm luôn mà em cũng chưa biết nó chín chưa ấy. Nhưng mà thấy nó hơi nứt nứt như này này. Thế là thôi, gõ thử thấy bong bong này. Bong bong. Mang ra em bổ thử xem như nào, xem đã ngọt chưa nhá cả nhà. Mà dưa bổ vào cái, dưa cắt vào cái ăn luôn thì có ngọt không, hay có phải chờ nó xuống nước không nhỉ? Chả có kinh nghiệm đâu. Nhưng mà thôi cứ mang ra bổ đi, đã hái rồi thì bổ thôi nhá. Ok. Đây cả nhà nhìn này. Hái vào phát em bổ luôn, vẫn còn cái lá tươi này. Trời ơi, tươi rói rói luôn. Không biết là đã chín chưa nữa. Mình ấy, vàng vàng này. Vàng vàng ấy. Thấy gõ thấy bục bục có vẻ căng căng rồi. Bổ luôn như này đi. Tên 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 tên. Wow, 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 wow. Ngon. Ngon ngon ngon. Thành quả. Đấy, thành quả đấy. Ôi, cái hạt này xong lại gieo lại mọc tiếp ấy nhỉ mọi người nhỉ. Thì em lại lấy cái hạt này ra em lại thả vào trong đấy. Trời ơi, hơn 1 kg có vẻ như chín rồi hay sao ấy. Thơm ấy. Thơm à, để ngửi xem nào. Ồ, thơm phức, thơm phức nước mũi luôn. Gọt vỏ đi, cái vỏ nó hơi nứt nứt nha mọi người đấy. To, to phết. Hơn 1 kg, to phết. Thì sẽ bỏ hết cái hạt này ra nhé. Em lại mang cái hạt này ra em trồng tiếp mọi người. Đây là kiểu như là dưa. Dưa thì mua một quả xong ăn cả đời ấy. Cứ hết lần này đến lần khác ấy. Mua một quả dưa quanh năm được ăn dưa. Đấy gọi là người thông minh còn nói đi kia. Này, cả nhà ơi, em mời mọi người nhá. Đấy, ngon lắm. Mình tự trồng mình thấy ngon ấy, chứ em còn chưa nếm thử đây này. Mình tự trồng ấy, năm ngoái em cũng trồng được một quả đấy. Em có đăng video clip đấy, cũng dưa vàng trồng trong rổ đấy mọi người, cũng ở vị trí đó luôn đấy cả nhà. Đấy, trời ơi, dưa mình trồng được mà ăn cả vỏ mất thôi, sướng ấy, cảm giác nó vui mừng ấy. Em xin phép nha, em sẽ nếm thử nha mọi người, xem có ngọt không ạ. Cả nhà ơi, ăn luôn cái thành quả của mình làm ra, mình trồng được này. Cả nhà nhìn này, khá là vàng, nhưng thực sự ra như này là nó chưa chín già đâu, nó chưa chín già hẳn đâu. Ăn được. Nó không ngon bằng cái dưa mình mua mọi người. Có thể là em cắt nó hơi sớm ấy. Em thấy nó vàng vì em sợ nó bị nứt, nó hỏng ấy. Nhưng mà nó ngọt, nhưng mà không ngọt sắc, ngọt phao phảo thôi. Ăn cái này gọi là cho có vitamin. Nhưng mà chính vì là do mình trồng ấy, mình ăn vẫn thấy ngon. Cái này an toàn. Đương nhiên là an toàn vì làm tưới nước sạch thôi. Cái này nếu mà ăn luôn thì được, hoặc là mình có thể xay sinh tố. Thơm, dưa thơm, nhạt, nói chung là ăn nó phao phảo thôi, nó không được ngọt sắc như là cái dưa mình mua.
Nhưng mà đây, thành quả của mình trồng mình cũng vui. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã luôn luôn quan tâm ủng hộ cho gia đình nhà em. Xin cảm ơn quý vị và tạm biệt nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé mọi người. Thank you, bye bye. Ăn nốt.